Rất vui là gặp lại các bạn, quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các bạn. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc 0938 926 425. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ các bạn mọi vấn đề về mua bán xe qua sử dụng. Và hiện tại thì mình đang trong một cái xe mới vừa được công ty thu về luôn. Đó là chiếc xe Vios đời 2020 nha các bạn. Xe này là xe lướt. Vios số sàn đời 2020, mang biển số thành phố, mới chạy được có 6.000 thôi. Thì lý do là chủ người ta mua xe này, anh chị mua xe này và xong rồi thấy là nó chật quá, nó không có đủ để mà đi gia đình á. Rồi rốt cuộc thì cuối cùng thì anh chị đã bán lại cái xe này cho công ty bên mình và đổi lại lấy chiếc Innova Ventura màu đỏ rồi. Thì mình cũng muốn dành một vài phút để mà quay sơ bộ về cái xe này, để mà cho các bạn nào chúng ta đang tìm cho mình một mẫu Vios số sàn đời 2020 để mà chạy gia đình hoặc có thể là kinh doanh hoặc là kết hợp dịch vụ gì đó, thì hãy gọi nhanh cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng với mình đi xem sơ bộ về ngoại thất, nội thất cái xe này như thế nào nha. Vios số sàn đời 2020, sở hữu màu trắng rất là sang trọng luôn và mang biển số thành phố nha các bạn. Xe này đặc biệt cái là mới chạy được có 6.000 thôi và được bên công ty mình thu lại từ chương trình là thu mua xe cũ, thu xe cũ và đổi lấy xe mới. Anh chị ở quận 7 đã bán lại cái xe này cho công ty mình và lấy chiếc Innova Venturer nha các bạn. Vì lý do là gia đình cũng đông người nên là anh chị đi cái xe này thì nó không có đủ nên là nó quyết định bán lại. Mình xin nhắc lại về cái xe này nha. Đây là Vios số sàn đời 2020, xe chạy được có 6.000 km thôi, mang biển số thành phố và đang được công ty mình chào bán với mức giá chỉ 450 triệu nha các bạn. Mang biển số thành phố luôn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi xem về cái xe này. Mới vừa về chưa dọn dẹp gì hết, nó có những cái trầy xước gì hay không nha. Cụm đèn nè, cụm đèn thì sáng bóng không một vết trầy nha các bạn. Cản thì do chuẩn vệ sinh cho nên có những vết trầy nhỏ này nè, không sao, khi bên mình làm đẹp lại thì sẽ như mới nha các bạn. Bên đây cũng có một vết trầy nè, không đáng kể. Về cản trước thì chưa từng phải đồng sơn lại nha các bạn. Các bạn thấy nè, đó màu nước sơn là giữa hai đường giáp miếng nó còn nguyên như nhau. Xe này chưa từng dập nước cái cản. Và ca lăng thì còn rất là mới. Thì anh chị đi cái xe này rất thích. Cho nên hiện trạng cái xe này về đầu trước nè, đầu trước còn rất mới nha các bạn. Về lớp xe thì mới chỉ đi được 6.000 thôi. Cho nên là bốn lớp là riêng theo xe, cả lớp sơ cua thì chưa hạ luôn. Cho nên thì lớp thì không có gì phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên cái mâm thì nó hơi màu trầy một xíu nha bạn. Cái này cũng không đến nổi. Ở chức năng thì đều được ok. Về tổng thể bên ngoài thì Vios này thì nó sở hữu màu trắng rất là sang trọng nha các bạn. Nói chung là trong tất cả các màu của chiếc Vios thì màu trắng là màu được nhiều các bạn chúng ta tin dùng nhất bởi cái độ sang trọng và tiện dụng của nó. Các bạn có thể thì dùng đi gia đình hoặc có thể để mà chạy đám cưới được rất là ok. Lớp sau này ngoài xe nói chung là mới lăn bánh được có 6.000 thôi, còn rất là mọi thứ còn rất là nguyên bản nha các bạn. Này sao cái gầm này, cái gầm còn rất là mới nha. Xe này chưa từng đâm đụng nha các bạn, số cái bé là chuẩn luôn. Thì tất cả các xe mà bên mình bán ra đều cam kết là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước mà không tô đồng hồ nha các bạn, nên các bạn cứ yên tâm về những cái vấn đề đó. Để mình mở cái cốp sau cho các bạn xem về cái lớp sơn cua. Cái cốp thì còn nguyên mới luôn nha các bạn, nhìn nó rất là mới.
Mọi thứ rất mới, còn nguyên túi đồ ngoài luôn nha các bạn, hoàn toàn là giống tương tự như xe mới đời 2020 luôn nha các bạn, chứ không phải 2019 nha. Thì xe này thì chắc hẳn một điều là bên mình chỉ có làm kiểm tra 176 hạng mục và làm đẹp thôi nha các bạn, chứ không có đồng sơn nha. À, các bạn xem nội thất nè. Vì là cái xe rất là ít dùng đó, cho nên là còn gần giống như xe mới rồi. Các bạn xem số km này, số km chuẩn nha, 6.064 km. Đầu DVD, điều hòa tự động nha các bạn, điều hòa cơ, ghế da màu đen, số sàn. Thì dự kiến khoảng độ 3 ngày thì cái xe này sẽ hoàn thành nha các bạn, và sẽ chính thức đem ra chào bán. Nếu bây giờ mà các bạn muốn coi xe luôn thì vẫn được nha các bạn. Thì bên mình sẽ đun nhanh tiến độ lên để mà làm đẹp xe và giao xe cho các bạn. Còn cái túi này là cái áo chùm xe nha các bạn, cáo chùm xe khách khi mà bán xe để luôn trên xe luôn, không có lấy lại. Mời các bạn xem về cái động cơ phía trước. Trước đây các bạn coi cái đăng kiểm với đường bộ nè, đăng kiểm là tới tháng 2 năm 23 luôn nha các bạn, còn đường bộ thì tới tháng 8 năm 2021. Còn về vấn đề về pháp lý cũng như là phạt nguội hay gì thì các bạn cứ yên tâm, trước khi mua xe vào thì bên mình đã kiểm tra mấy cái đó hết rồi, mọi vấn đề pháp lý đảm bảo. Quay theo động cơ xe nè, chỉ vì bị bám bụi thôi, khi vệ sinh lại thì theo mối công nghệ Maruguri của Nhật Bản thì hoàn toàn giống như xe mới nha các bạn. Chưa động cơ chưa từng bung ra để làm gì hết. Nắp capo này thùng chỉ còn nguyên luôn, chưa từng sơn nha các bạn, chưa từng có dấu tháo ốc lần này. Khi làm đẹp và rửa khoang động cơ lại thì sẽ giống hoàn toàn giống như xe mới nha các bạn. Vâng, và là một mẫu xe lướt cho nên là mình cũng không có đi quá sâu về cái xe, tại vì nó gần như giống như xe mới rồi. Thì mình sẽ nhắc lại về cái xe này nha, đây là Vios số sàn đời 2020, mang biển số thành phố, mình công khai biển số cho các bạn xem luôn đây, 51H40390. Chạy được có 6.000 km thôi và đang được công ty chào bán với mức giá là chỉ 450 triệu nha các bạn, chỉ 450 triệu đối với mẫu Vios số sàn thôi, thì tiết kiệm nếu mà lăn bánh luôn thì tiết kiệm khoảng độ gần 100 triệu so với việc chúng ta chọn xe mới, thì tùy vào điều kiện của các bạn mà chúng ta chọn xe mới hay xe cũ nha. Thì nếu các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì hãy gọi trước cho mình, mình sẽ tư vấn trước cho các bạn qua điện thoại thôi về thủ tục cũng như là chi phí lăn bánh hoặc là góp ngân hàng. Nếu các bạn thấy ok thì lên xem xe nha, để tránh mất thời gian của các bạn phải đi đường xa lên coi xe và để không mua được xe nha. Thì giờ cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip review xe lần sau.